Xin chào cả nhà, xin chào quý anh chị đầu tư đã quay lại kênh của Thúy nhé. Thúy xin chúc cả nhà một ngày mới an lành, vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại là Thúy đang đứng ở sông cầu Khánh Phú, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa nha cả nhà. Bây giờ là Thúy sẽ review cho cả nhà xem một cái sản phẩm sắp tới công ty Thúy sẽ bán ở tại vị trí này. Gồm có 15 nền nha cả nhà. 15 nền tổng thể. Tổng thể xung quanh. Cả nhà. Xung quanh đây nha cả nhà. Đây là bạn đường ET Nha Trang đang review sản phẩm để gửi đến quý anh chị đầu tư. Cái view rất là đẹp nha cả nhà. View núi. Phía trước kia là có cái con sông. Vị trí này là có 15 nền nha cả nhà. 15 nền. Ngang mặt tiền là từ 6 mét đổ lên. Có lô bên này thì 30 mấy mét mặt tiền ngang. Phía sau là có núi nha cả nhà. Sau là lưng là hướng về núi. Núi về phía sau này. Núi phía sau. Nên một cái view rất là đẹp. Đất hiện trạng là đất cây hàng năm khác nha cả nhà. Được quy hoạch lên thổ cư. Xung quanh đây nha cả nhà. Hiện tại thì công ty thấy là bán với giá rất là đầu tư. Ở phía ngoài kia là ngoài kia khoảng mấy trăm mét thì giá tầm 4 triệu đô lên rồi. Tổng thể như cái nhà ơi. Giờ là Thí sẽ đi ra phía trước quay cho cả nhà mình xem. Cái con đường phía trước lô đất là con đường bê tông như cả nhà, con đường 5 mét. Đó, con đường thông nha cả nhà. Thông đi hướng này đi ra mặt tiền đường dân bay cũng được. Và hướng này đi ra cũng được. Đó. Đó cả nhà ơi. Con đường bê tông 5 mét. Đó. Đằng phía trước kia khoảng mấy trăm mét thì có khu khu quy hoạch của khu đô thị sinh thái nha cả nhà. 390 hết. Đó, trong tương lai sẽ quy hoạch về phía trong tương lai đó là sẽ làm. Cái view bên kia là cũng là núi nha, rất đẹp. Núi rất đẹp. Tổng thể nha cả nhà ơi. Hôm nay trời âm u nên hơi tối xíu nên là quý anh chị thông cảm nhé. Khu vực này rất là nhiều tiện ích. Gần thác Giang Bay, gần đường quốc lộ 27C, cụm công nghiệp sông cầu, trường đặc biệt là có trường Happy Village. Trường đó là đào tạo trẻ em theo phương pháp Steiner, có nghĩa là trải nghiệm cuộc sống với cảnh cây thiên nhiên. Xung quanh nha cả nhà, xung quanh lô đất. Đó, rất là đẹp. Đồng ơi, Đồng ơi. Vâng, quý anh chị xem qua video mà thấy phù hợp để quý anh chị mua đầu tư hoặc là xây nhà vườn, trang trại, nhà biệt thự nghỉ dưỡng thì hãy nhanh tay inbox hoặc gọi điện cho Thí với số điện thoại là 0356004325 nhé. Vâng. Thí xin cảm ơn cả nhà đã dành tí thời gian xem qua video của Thí ạ. Nếu cả nhà thấy video này hay và thú vị thì hãy nhấn nút like và đăng ký kênh ủng hộ Thí nhé. Thí xin cảm ơn cả nhà rất nhiều ạ. Bye bye.